Và kính thưa quý vị, mọi năm hát ở nhà thờ giáo xứ Lộ Đức, phần lớn là mưa lâm râm hay là mưa nhiều nhiều. Có một lần tôi nhớ đang hát mưa, ban tổ chức khiêng loa chạy vô lều hát, hát vừa hát được phần nửa bài, ngoài này hết mưa lại khiêng loa chạy ra ngoài này, hát ngoài này vừa ra định hát một cái mưa lại khiêng chạy vô chạy ra chạy vô, suốt đêm em hát có hai bài không có giờ khiêng loa chạy tới chạy lui. Nhưng mà tối nay chưa có mưa, hy vọng ngày mai cũng không có mưa. Nhưng mà nếu mà lỡ có mưa thì Việt Nam hay là người Á Châu tin mưa là nước, nước là tiền, mưa xuống là tiền vô là dỗ tiên là gì em không biết, vái trời đừng mưa. Nhưng mà quý vị tưởng tượng chúng ta ngồi đây quần áo đàng hoàng, tự nhiên sấm nổ cái lắm một cái, sấm nổ cho em cái e để em vô sấm nổ một cái lắm. Em bên cạnh giật mình khều, vì đường xa ướt mưa em muốn anh đưa em về. Đang coi văn nghệ hay, đang vui, đang ăn ngon, tự nhiên đòi về chứ quá. Nhưng mà cũng dìm cơn giận lại, quay lại nhẹ nhàng cười với em và nói là sao em không ở lại chơi với giáo sư đêm nay. Em trừng mắt nói là vì đường xa ướt mưa em muốn anh đưa em về. Anh quay lại ban em, xin em, anh xin em đừng về vì đường quá xa rồi. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng, cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giấc vì đường xa mưa. Xa em lộ là tóc em sáng mềm, đường lên trời sao sáng trong mắt. Vì đường xa ướt mưa không mưa, mà đường xa ướt mưa em muốn anh đưa em về, sao em không ở lại đây đêm nay. Mà đường xa ướt mưa đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về vì đường quá xa rồi. Mưa rơi trên miền mãi không cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng, trong cơn mù quên khó câu ra từ vì đường xa ướt mưa. Bài hát là thế nhưng mà cuối tuần này sẽ không mưa, chúng ta giơ tay lên cười mưa đi. Không mưa không mưa không mưa, một tay không đủ đâu hai bờ hai tay. Mãi không lắng đọng cho đôi tình nhân
về làm chi? 10 giờ chương trình mới hết, ngày mai còn thêm nữa, mà ngày mốt còn thêm nữa. Anh xin em đừng về vì đường xa ưa. Đường xa ước mơ của nhạc sĩ Đức Huy.